Vâng thưa quý vị, vừa rồi đó là những thông tin liên quan tới lĩnh vực giao thông, đặc biệt là những ngày cận Tết chúng ta cần phải lưu ý về mặt giá cả để làm sao mình có thể thuận tiện hơn trong quá trình lưu thông. Nói về câu chuyện giá thì những người mà không phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác quá xa bằng những phiên tiện như xe khách hay là tàu hỏa mà phải di chuyển bằng xe máy ở trong nội đô thành phố của mình thì phải lưu tâm tới câu chuyện về giá xăng. Trước thực tế là giá xăng dầu trên thế giới đang tăng trở lại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì cuối giờ chiều ngày 25 tháng 12, Bộ Tài chính Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu với mức tăng dao động, đó là từ 200 cho tới 500 đồng trên một lít. Cụ thể mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 470 đồng, RON95 tăng 490 đồng trên 1 lít. Tương tự dầu Diesel cũng tăng 240 đồng trên mỗi lít, dầu hỏa sẽ tăng 190 đồng mỗi lít. Tại kỳ này chỉ riêng có dầu mazut vẫn giữ nguyên giá. Sau điều chỉnh thì xăng E5 RON92 sẽ có mức giá bán tối đa là 22.550 đồng trên 1 lít, RON95 là 23.290 đồng trên 1 lít, còn dầu Diesel là 17.570 đồng trên 1 lít, dầu hỏa là 16.510 đồng trên 1 lít đít, dầu mazut giữ nguyên giá là 15.740 đồng trên một lít.